Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả các đồng chí. Cảm ơn các đồng chí đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như xem những cái video của mình. Báo cáo các đồng chí. Theo yêu cầu của một người thượng đế múc hai cái con biến áp nguồn âm ly này. Đấy, một con biến áp là âm ly 8 sò, một con biến áp là âm ly 12 sò. Hàng biến áp này là của âm ly đa tơn tháo ra. Đấy. Đây này, Pro Audio đa tơn nha. Đấy. Một con to, một con bé, con này ở âm ly 12 than, 12 than lớn thế này, này rất chi là nặng nhá, rất chi là nặng. Còn con này thì nó vừa vừa, đấy, nó vừa vừa. Con này nó ở cái con âm ly đa tơn đời một vế, tức là công suất nguồn nó liền vào, gọi là đời một vế. Tất nhiên là có nhiều người gọi khác nhá, thế nhưng mà mình thì mình gọi như vậy. Đấy, tức là hai bên L với R nó chung một cái vỉ. Đấy. Thì hai cân biến áp này chuẩn bị gửi tới đồng chí tên là Nguyễn Mạnh Thường nha. Đấy, Nguyễn Mạnh Thường ở bản Nậm Chim 1, bản Nậm Chim 1, xã Sibafin. Mình mới đầu mình lại tưởng là xã Song Phim nhưng không phải, là xã Sibafin. Báo cáo các đồng chí, các đồng chí đừng có nhầm như mình nhé. Mới đầu mình là người anh em cho mình địa chỉ, mình lại tưởng là xã Song Phim nhưng không phải, xã Sibafin, huyện Nậm Bồ, tỉnh Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Việt Nam. Thu hộ 220k, tức là 220.000. Thì báo cáo các đồng chí con nguồn to như thế này mình bán 200.000 đồng, con nguồn bé như thế này ở âm ly 8 sò mình bán 120.000 đồng. Số lượng không giới hạn, số lượng không giới hạn nhé. Thế còn thời gian mua thì các đồng chí mua ngay được hoặc là sang năm mua cũng được, lúc nào mình cũng có nha. Đấy. Thì người anh em này yêu cầu mình test. Đấy, test nguội. Test nguội, test nguội là gì? Test nguội là dùng cái đồng hồ ta để ở thang đo ôm. Đấy, để thang nhân 10, để thang nhân 1 là lưu vớ vẩn nó giật cho bảo vệ ấy nha. Để thang nhân 10 này, đấy đo. Đấy, thì đo ở chỗ nào? Thì xin thưa với các đồng chí ở đây thì nó có cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp là đường điện vào 220 vào cái cuộn dây đầu tiên. Đấy là cuộn sơ cấp. Thì sau khi nó lằng nhằng nó chạy ở trong này thì nó qua cái mạch từ kín như thế này nhá, cái phe này. Đấy, thì là nó cảm ứng sang bên đây. Đấy. Thì là cuộn bên đây gọi là cuộn thứ cấp. Đúng không ạ? Đấy, hay nói kiểu nông dân thì cho nó ăn điện, cho nó ăn điện thì nó phải ra điện nhá. Cái cho nó ăn điện mà nó không ra điện, tức là đầu này cho điện vào cho nó ăn điện mà đầu này nó không ra điện. Thì cái này sao ạ? Cái này quăng đi ngay chứ không phải xịt quăng đi. Đấy, cái này cũng vậy, cái nào cũng vậy nhá, cho nó ăn điện là nó phải ra điện. Dòng thì nói chung là mình chẳng biết đâu à nhỉ, nói thế cho nó chia sẻ cho nó nhanh. Đấy, bao nhiêu ampe mình cũng chẳng biết. Đấy, thì có rất nhiều đồng chí hỏi cái con biến áp này là bao nhiêu ampe. Đấy, con biến áp này là bao nhiêu ampe. Đấy, thì mình chia sẻ với các đồng chí là mình chịu, mình ông thầy cũng chẳng dạy cái cách cái như thế là kiểm tra cái này nó là bao nhiêu ampe cả nhá. Chỉ biết là nó rất chi là nặng và to. Theo cái kinh nghiệm của mình thì con này là nó có thể coi như thế là dùng vào những chiếc âm ly 12 sò. Vì sao? Vì mình cũng học nhà sản xuất thôi, nó chẳng có gì là ghê gớm cả. Vì con này nó là nguyên bản của âm ly 12 sò nhá, thì người ta đã tính rồi, thế thôi. Đấy. Còn bao nhiêu A thì mình không biết. Đấy, xin thưa với các đồng chí như vậy. À, có đồng chí nào mà có cái cách nào mà ví dụ biết được là cái này nó bao nhiêu AB ấy nhá, thì hãy chia sẻ cho mình để mình mở mang tầm mắt. Đấy. Bữa trước là về cái vấn đề biến áp này mình bán này, cũng có một người anh em huynh đệ của mình chia sẻ là ông thầy ông dạy em cái cách, tức là ngửi, tức là dùng khứu giác nha, đánh hơi ngửi, ngửi con biến áp này người anh em biết được dây đồng người dây nhung. Đấy, nó lại cao thủ đấy, cổ nhân gọi là thiên hạ nhân thiên hạ tài, là nó ở chỗ đấy có phải các đồng chí. Đấy, người anh em không chứ không cần đo đạc ngửi. Mình thì mình chịu nha, mình thì mình chịu thôi, thì mỗi người có một cái khả năng nha. Đấy. Thế bây giờ test nha, test thì mình test nguội trước. Đấy, test sống trước, test chín sau. Đấy. Báo cáo các đồng chí giờ đo nguội nhá. Để thang nhân 10 này. Đấy, đo cái cục này trước nha. Cái vấn đề sơ cấp đây thì đấu sẵn điện ở đây rồi, khỏi đo.
Đấy, thì lúc nữa cắm cho nó ăn điện phát là nó sẽ ra điện. Đấy, thì đó cái vấn đề. Đây mình đo này nhá. Đây. Đấy này, đồng hồ đây. Đấy. Thì mình nói chung là cái dây này mình cứ đo nó cứ lên nhá. Đấy, đây đồng hồ nó cứ lên là ok. Đấy. Thế còn người anh em này thì cẩn thận quá nha, nhưng cẩn thận thì cũng không thừa. Thế nhưng theo mình ấy thì mình không bao giờ mình bán cái nguồn hỏng cho các đồng chí. Vì sao? Vì bán nguồn hỏng là các đồng chí phản hồi nó chẳng ra làm sao cả, mà lúc giờ ấy không phải là đồng chí Khang nữa mà thằng Khang ngay, đúng không ạ? Đấy, nguồn nó phải còn sống mới bán, nguồn này phải nguồn nặng, nguồn chứ còn nguồn ở những cái chữ âm ly đểu nó bán là về hè mình cũng chẳng bán, cái đấy chỉ có vứt đi thế cho nhanh. Đấy, người anh em này đây. Đấy. Lên chưa? Đấy. Vàng này. Đấy. Người anh em này cũng là thợ, cũng chia sẻ cho mình, cũng chụp quay video gọi điện thoại Zalo cho mình xem những chiếc đồng hồ vạn năng, những chiếc mỏ hàn nha. Đấy, người anh em này cũng là thợ sửa chữa ở tỉnh Điện Biên. Đấy. Đấy, cũng chia sẻ với các đồng chí như vậy nha. Đấy. Thế bây giờ mình cho nó ăn điện, cho nó ăn thì nói chung đây cho nó ăn điện thì mình đo điện nha. Báo cáo các đồng chí, đây là chiếc đồng hồ số của mình đây. Đấy, đây là chiếc đồng hồ số của mình. Thì phải đo ở thang xoay chiều, thì điện này nó đang điện xoay chiều, đúng không? Đấy. Thì đo này nhá. Đây cái dây trắng này là dây giữa. Đây. Đây là 40V này này. Đấy. Tức là gì? Trắng với đỏ là 40. Trắng với đỏ ở đây nữa là 40, tức là cái chỗ này trắng đỏ này là khu vực cấp cho điện áp cho tầng công suất. Thế còn khu vực với cái thằng cu con này ở chỗ này thì mấy cái thằng cu con ở chỗ này nó tham gia vào cái vấn đề cấp điện cho tiền khuếch đại cũng như mic echo các kiểu. Ở đây 16 này, đấy 16,3 này. Đồng hồ số thì nói chung là nó tương đối chuẩn nha. Đấy, bây giờ chạy sang đây còn cái khu vực cái này nhá. Cái này thì nó là cấp cho quắc, cái nào cũng có điện hết, chẳng có cái nào không có điện cả. Bây giờ kiểm tra ra cái thằng cu con này nhá. Đây, báo cáo các đồng chí. Hai cái dây này các đồng chí đừng có gì. Các đồng đấy nó giật đấy, sờ vào là nó giật cho bỏ mẹ ai. Đây 16V này này. Đấy, 16,46 này. Hay là đỏ với là gì nhá. Thì mình chẳng cần đo vậy, mình chẳng có đo thì mình bánh đỉnh phát là ok nhá. Thôi thế xin phép dừng clip ở đây. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci. Đấy là cách kiểu lăng vườn ấy, báo cáo các đồng chí, mình không có đồng hồ, mình có đánh quẹt phát không làm sao cả nhá. Không bao giờ cháy được. Đấy, chia sẻ với các đồng chí với cái cách kiểm tra của lăng vườn không dùng cái đồng hồ vạn năng để kiểm tra biến áp nó có ra điện hay không nhá. Đấy.